rồi? Tao đưa cho mày mấy trăm ngàn sao mày không vô bệnh viện khám? Đánh đề thua hết rồi, không còn cách nào hết á. Sao đi con khám? Người chứ, dạ. Điên ghê. Mẹ nó không khám á sau này khỏi đẻ được nha con. 456 đẻ con làm gì? Đời tao chưa đủ khốn nạn sao? Đánh đi má. Gì nữa vậy? Má ơi, con muốn ngủ. Tránh ra, bực mình quá. Không thấy tao đang đánh bài hả? Đi chỗ khác ngủ đi. Mày làm như mẹ mình nha. Con, vô phòng cô ngủ đi. Con làm gì mà mồ hôi mồ kê đổ dữ vậy? Dạ. Con bị bà xóm gà rượt. Mắc mớ gì bà rượt mày? Bà cúng cô hồn ngoài sân á. Bà vừa quay vô, con ôm con gà chạy luôn. Trời ơi. Được, cái thằng này giỏi. Được. Được. Vậy mày no hả con? Khổ tốn tiền mua cơm. Con này, thôi vô phòng cô ngủ đi con ha. Dạ. Làm mẹ vậy đó. Cái con này. Trời, bó tay. Tới ai? Quýnh đi. Mẹ ăn không con kia? Không. Đây, 456 kìa. Bắt không? Thôi đi. Qua luôn má. Ôi. Má. Đi đi. Con heo. Má, cái bà gì mà thua được. Dễ chịu quá. Mình không thể thích ứng được với giày cao gót. Đúng là ác mộng của đôi chân mà. Chị đi theo tôi được không? Hả? Ừ, không được hả? Ừ, mà... Mà đi đâu? Nói chung là có một người muốn gặp chị. Là ai mà muốn gặp tôi? Người này không có chức vụ gì hết. Chị muốn từ chối cũng được. Tôi đang bận. À, tôi sẽ nói lại với bác. Bác? Bác nào? Bác gái, mẹ của anh Phong. Mẹ anh Phong. Ê, nói xấu gì con tao đó mày? Con đâu có nói xấu đâu. Con khen thì có. Nó xấu hồi nào? Cả cái xóm này nè, tao thách luôn cả cái phường này nè. Tao nói thiệt với tụi bay, có đứa nào được như con tao không? Đi đi. Tự qua Mỹ học nè, rồi trời về ơi. Tới đây làm giám đốc khách sạn 5 sao nữa nè. Thêm nói không chán sao? Tụi con nghe mà phát chán. Nói da gà. Chán là biến đi. Ganh tị hả? Có ganh tị cả đời cũng không bén gót được đâu con. Chưa chắc à. Đi đi mày. Có ngày mày sẽ được hơn con tao á. Đừng có nằm mơ. Con bà giỏi quá. Bà chơi với tụi tôi á, có chừng mất thân phận á. Chính xác. Buồn quá. Bỏ luôn. Trời đất ơi. Nằm ngựa hưởng phước á, mà than buồn là sao hả thím? Lúc trước á, có bầy gà tụi bay á, chót chét tối ngày cũng vui. Bây giờ nhà vắng tanh vắng lạnh. Thím. Gì? Con chỉ cho thím cách vui liền nè. Cách gì? Đi qua kia tìm chú Tư mà tỏ tí. Bà mẹ. Mẹ của người trí thức mà chẳng trí thức chút nào hết á. Bà mẹ. Con nói thiệt với bác luôn á,
Cái chuyện đó con không thể ngờ được. Con không tin vào mắt mình luôn á. Cô ta tháo cả đôi giày ra rồi bỏ dưới gầm bàn, rồi đi chân không vậy đó. Trời đất, sao kỳ vậy? Thì con nghĩ á, là bởi vì cô ta không quen. Khi một người sống quen trong môi trường bình dân á, bước vào môi trường quá sang trọng thì sẽ có cảm giác như vậy thôi. Dạ, mà những điều đó chỉ là suy đoán của con thôi. Bác. Ủa? Đó, bác có thấy không? Con nói đâu sai đâu. Linh, lại đây. Dạ chào bác. Để bác tìm cháu, thật là ngại quá. Cháu ngồi đi. Dạ. Có phiền cháu làm việc không? Dạ không, ngày đầu tiên nên cũng chưa có việc gì để làm. Nhiều hay ít á, là do mình có muốn làm hay không. Mà hình như á, Linh cũng còn chưa quen với nhiều việc đúng không? Nè, bác nghe Phong kể nhiều về cháu, cho nên sáng nay rảnh, cho nên bác tìm cháu để nói chuyện. Cháu uống gì không? Dạ thôi, cháu mới uống ở phòng làm việc rồi ạ. Cháu cười cái gì? Nếu bác và anh Phong đi với nhau thì không thể nghĩ là hai mẹ con. Bác trẻ đẹp quá sức tưởng tượng của cháu. Cháu quá khen thôi, chứ bác thấy mình cũng thường thôi mà. Đúng là Linh nói chuyện giỏi thiệt. Nhưng mà hy vọng là khi làm cũng giỏi như khi nói ha. Thương cho chàng kỹ sư Rochester này quá à. Đã không đến được với người yêu, còn bị phỏng nữa. Nhưng cuối cùng họ cũng được hạnh phúc. Tình yêu đã vượt qua tất cả. Không biết sau này có ai thương mình thật lòng không ta? Không khinh mình vì mình đã từng làm gái. Mình điên quá. Làm sao có chuyện đó chứ. Thôi, mình đừng nghĩ nữa. Nằm mơ đi. Giờ qua giặt kỹ một chút. Tao không có cần. Nấu một nồi nước sôi vô là nó chết mẹ nó hết dây trùng à. Làm lẹ đi. Còn lên dọn phòng nữa. Lát có khách. Trời ơi. Nhìn cái mặt kìa. Y như con ma trù vậy đó. Mày trù quá cho nên mẹ mày với cậu mày mới chết sớm á. Cũng may tao phước lớn mạng lớn, ăn ở có đức, cho nên mới không có đoản mạng với cái tay của mày. Thank you.
Ông làm gì vậy? Thấy còn hỏi, đọc báo cho làm gì? Buồn quá à, không có chuyện gì làm hết. Kiếm người nào chửi cho nó vui cái miệng. Chửi ông nha. Tôi cũng đang quẩn nè. Tôi buồn thiệt đó. Ở không, không có quen. Lúc trước có người ra vô thuê phòng, giờ không có ai. Bà bị biến thái hả? Ngày nào cũng nhìn người ta chơi bời, bây giờ không được nhìn lên cơn ghiền hả? Chửi đi, ngon chửi đi. Chửi một tiếng là tôi đuổi bà về liền à. Bà kiếm tôi giải sầu chứ không phải tôi kiếm bà đâu à. Báo có gì hay đâu mà coi hoài vậy? Coi đi rồi biết. Bắt quả tang rồi nha. Anh làm em hết hồn à. Tưởng ai chứ. Em đâu cần giữ vẻ đại cát trước mặt anh đâu. Anh biết tông của em rồi. Có diễn trò cũng đâu có lừa được anh. Ừ, cũng phải. Chỉ có 10 sen thôi à. Rơi ra giữa đường mà em gan thiệt, dám liều mạng ra đi lấy. Anh bỏ tay. Lúc đó em chỉ thấy đồng xu chứ đâu có thấy xe đâu. Thôi nè, thay đồ đi, đi ra. Đi đâu? Hôm nay là vũ hội quá trang. Em đã hứa đi với anh rồi mà. Xin lỗi nha, em không đi đâu. Sao vậy? Không thích đi. Không có được. Tham dự thì vui thiệt, nhưng phải mua sắm quần áo sang trọng, vừa tốn kém lại vừa không phù hợp với phong cách của em. Nhưng mà em biết rồi đó, cả năm mới có một ngày. Phải trang điểm, phải mặc áo váy. Cười nói cả đêm, mệt mỏi lắm. Thì bây giờ khỏi trang điểm, khỏi đồng gia hội, em cứ chính là em. Như vậy thì đâu có tạo được ấn tượng cho mọi người. Đi làm gì? Anh yêu em cũng vì sự bình dân, giản dị của em. Ủa, vậy không phải vì em duyên dáng, xinh đẹp, lại thông minh nữa sao? Thứ gì của em cũng làm anh yêu hết. Nhưng bây giờ em không phải là sinh viên nữa, em đã là một giám đốc đầy quyền lực, nên đòi hỏi mọi thứ đều phải tinh tế và sang trọng. Anh thấy phong cách của em có phù hợp không? Anh nghĩ là chỉ cần em mau chóng thích nghi. Giận anh nữa hả? Đâu có. Em sẽ cố gắng. À, sáng nay em có gặp mẹ anh đó. Hả? Vậy hả? Cả hai nói chuyện gì? Chuyện phụ nữ thôi. Em đã gặp mẹ anh rồi thì chừng nào anh mới được gặp mẹ em? Chưa tới thời điểm đâu. Vậy đến chừng nào mới tới thời điểm đó? Chờ coi tình cảm của anh thế nào đã. Thôi, mệt lắm rồi phải không? Anh massage cho. Nói chứ không cần em đưa anh về nhà, anh cũng đoán được gia đình của em. Vậy anh nói thử coi. Anh nghĩ là gia đình em là một gia đình rất giàu có. Em là một cô gái rất được thương chiều, nhưng mà do là cá tính của em quá mạnh mẽ, không cần sự giúp đỡ của gia đình, em tự một mình em muốn vươn lên. Và em thề với cha mẹ là em không quan tâm tới chuyện tình cảm, nhưng mà lại rất là yêu anh, nên là em không có nỡ, em mắc cỡ không muốn đưa anh về nhà.
Đúng không? Hay quá ha, ở trong này là bán nhà, bán đất, bán xe, có đủ thông tin hết. Cho thuê phòng nữa nè. Bà nói cứ yên như là bà ở trển xuống vậy. Chưa bao giờ đọc báo hả? Chưa. Rảnh đọc tiểu thuyết không à. Có nhiều cuốn đọc sưng mắt luôn á. Trời, bà cũng có nước mắt để khóc để sưng hả? Đừng chửi tôi nữa nha. Báo chí đăng tin tức thời sự, xã hội, chính trị, bao nhiêu cái thông tin bổ ích thì không đọc. Đi đọc ba cái tiểu thuyết ba xu đó làm gì? Ba xu hồi nào? Mướn 3.000 cuốn đó ông. Ông Tư, ông giúp tôi chuyện này đi. Thôi nha, chuyện gì cũng được nhưng đừng có nói tôi giúp để cho bà giải sầu nha, không có được à. Ơi, cha quỷ này, đăng báo cho thuê phòng. Sao mình tàn tạ quá vậy nè. Tôi tỉnh lên, buồn chán cũng phải sống chứ. Anh nói rồi đây anh sẽ dối em, và con tim thật lòng với người anh yêu. Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ. Công ty Mai tuyển công nhân lương cao, có nhà lưu trú. Mình thích làm công nhân Mai. Làm hết chuyện rồi mà. Tao bận không kịp thở, còn mày làm hết chuyện rồi, sướng hơn tao. Mà biểu con làm cái gì? Ôi đậy rỗng kìa, mày vô dọn đi. Mẹ, ăn giọng cho cố rồi hò. Mấy cái con ngựa này đó hả, tôi dặn hoài hà. Mình xỉn đừng để cho khách xỉn. Khách xỉn rồi nó xù tiền mình sao? Ừ em, công việc hôm nay thế nào? Trong giai đoạn quan sát, em phát hiện ra được nhiều vấn đề lắm. Em nói anh nghe thử coi. Gần 9 giờ rồi.
Em là người toàn quyền quyết định, không cần phải hỏi ý kiến của anh. Nhưng em sợ Vân. Vân chỉ là trưởng phòng nhân sự, cô ấy phải nghe lệnh của em. Chết rồi, mãi nói chuyện với anh đã khuya rồi, mình về thôi. Để anh đưa em về. Nè, đừng có nói là không cần nha. Cũng được, tới ngã tư thì cho em xuống. Sao mình đi lâu quá trời à? Làm gì mà đi cả ngày bạc vô âm tính. Đã biết cái xóm này không có an toàn cho lắm mà vẫn đi đêm. Cơm canh nó nguội lạnh hết rồi, vậy trễ cũng phải gọi điện báo má một tiếng chứ, để nhà người ta biết chừng. Ôi, còn gì cái. Không được, phải ra đầu hẻm chờ nó, chứ ngồi đây không có yên tâm. Bà. Ăn cơm luôn đi con. Mai mốt bà cứ ăn trước á, đừng có chờ con. Nhiều khi cô làm á giờ giấc bất thường lắm. Ăn một mình sao vui. Con cứ kệ ba đi. Sao bữa nay con về trễ như vậy? Tan ca, con phải làm vệ sinh máy lạnh cho khách sạn. Kiếm tiền thì cũng tốt, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Con khỏe lắm, ba yên tâm đi. Con phải tranh thủ kiếm tiền để báo hiếu cho ba chứ. Ba không cần con phải báo hiếu, miễn sao con vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Con có gì buồn đâu. Tiền mà em đi với anh đi mà, anh trả tiền cao chưa. Ê, mày làm gì con quỷ? Công nhận á, con gái bà Ngọc chằn cũng chằn ghê ha. Alo, anh Nguyên hả? Đi làm vui. Phòng làm việc của em xịn lắm. Bữa nào gặp em kể anh nghe. Bộ đồ bận vừa không hả? Đồ nào? Anh tặng hả? Vừa, cảm ơn anh nha. Em chuẩn bị đi ngủ thôi. Chúc anh ngủ ngon. Bộ đồ anh Nguyên tặng mình. Má ơi. Ba, ba đi đâu vậy? Ba đem trái cây ra miếu âm hồn cúng. Bữa nay 16 rồi. Để con đi cho. Thôi, con ở nhà nằm nghỉ đi, để ba đi được. Thôi mà, để con đi đi. Con có chuyện cầu nguyện. Con đi nghe ba. Lâu nay nó đâu có tin ba cái chuyện cúng kiến này đâu. Lạ thiệt. Má đưa cho con rồi, con quăng đâu? Coi kiếm dưới gầm giường rồi chưa?
Con thấy rồi. Không có mắc tiền, nhưng mà người ta có lòng. Mày quăng với gầm giường thiệt là quá đáng. Đêm nay ai đưa em về? Nếu các ngài thật sự có linh thiêng mình thì hãy trên hè phù vân. Anh cũng cúng âm hồn nữa hả? Cúng chứ. Ba nói á, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Nè, quá, em say rượu hả? Buồn quá, uống cho vui. Anh nhìn em ăn nó tởm không? Em ăn nói lung tung mà. Cúng cái lấy hên coi. Anh xích qua đi. Dạ, xin phù hộ cho con được làm người bình thường. Con á, chỉ cần được làm người bình thường thôi. Anh Nguyên à, em xin lỗi. Mà em hỏi sao anh không trả lời? Nhìn em tởm không? Có gì đâu mà tởm. Em cũng muốn tởm mình, sao anh lại không tởm chứ? Cho dù cả xã hội này có khinh thường em thì em cũng không được tự khinh thường mình. Em phải thương thân mình, tôn trọng mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thấp hèn trước mặt người khác. Hình như là anh có biệt tài làm cho người khác vui thì phải. Đúng, em mà không thương thân mình thì ai thương thân em đây? Em ôm cái coi. Thôi, em đừng có làm như vậy. Nè, đừng nói là anh còn Nguyên nha. Thôi, về. Về thì về. Đêm nay anh đưa em về. Trời ơi, sao phải vui quá. Đêm nay có anh đưa em về. Được rồi. Đó em đọc xong rồi. Anh, cho em mượn cuốn khác được không? Em thích đọc sách thì chuyện đó rất tốt. Sách bổ sung cho mình những cái kiến thức mà mình không học được. Trời ơi, em không có trí tuệ vậy đâu. Em thích đọc sách đó, vì thế giới trong sách rất tuyệt vời. Nên em đọc nó, em quên đi cái đau buồn hiện tại. Anh cho em mượn cuốn sách Những Người Khốn Khổ. Đọc rồi á, em sẽ thấy không khổ đau nào có thể quật ngã ý chí của một con người. Thì không anh. Em mượn nghe. Thôi chết, hồi nãy mình chưa kịp khấn. Ngày mai mình phải nhớ mới được. Em thấy họ thật tội nghiệp, tin tưởng thờ cúng thứ hồn ma bóng quỷ gì đó. Không tin em cũng không nên nói ở đây, phải kiên kỵ một chút chứ. Em chỉ tin vào bản thân của mình, không ma quỷ nào hại được em đâu. Chắc là không sao đâu, người khuất mặt đâu đến nỗi nhỏ mọn chỉ vì một câu nói mà bắt tội cổ. Nhưng xin lỗi thì sẽ yên tâm hơn.
giàu sang cũng như người nghèo khó. Cho dù cả xã hội này khinh thường em thì em cũng không được tự khinh thường mình. Em phải thương thân mình, tôn trọng mình, đừng bao giờ nghĩ mình thấp hèn trước mắt người khác. Mình sẽ không bao giờ nghĩ mình thấp hèn trước mặt người khác. Mình phải thương thân mình, phải tôn trọng mình. Sống trong đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã cho ta. Làm có con cá nãy giờ mà chưa xong nữa, mà còn lo hát với hò. Vui cũng nói, buồn cũng nói là sao? Mày muốn hát muốn múa gì kệ mày. Làm con cá lẹ lên rồi chuyên cho tao ăn cơm. Xin lỗi, có phải ở đây cho thuê nhà không ạ? Đúng rồi, sao cô biết? Dạ, cháu đọc ở trên báo. Vậy vô nhà đi. Dạ. Cô là người ở đâu mà phải đi thuê nhà vậy? Cháu lên đây làm việc, muốn tìm một nơi yên tĩnh, giá cả phải chăng để thuê. Chỗ này ban ngày yên tĩnh lắm, chỉ có ban đêm mới ồn thôi. Nhưng đêm mình ngủ mà, có ồn cũng đâu biết gì. Dạ, công việc của cháu về khá trễ, chắc không có phiền bác chứ. Làm cái thứ gì mà về trễ vậy? Cháu phụ bán cho một tiệm quần áo thời trang. Tôi cũng ngủ trễ lắm, không sao đâu. Giá thuê 1,5 triệu. Điện nước xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Lương cháu cũng không cao lắm, bác bớt chút đỉnh giúp cháu nha. Cháu thường xuyên đi làm, chắc điện nước xài không nhiều đâu. Vậy 1,5 triệu bao điện nước? Tôi rộng rãi lắm, đừng kỳ kèo nữa. Thấy cô là người lịch sự nên tôi mới cho thuê đó, chứ con gái tôi nó khó tánh lắm. Dạ, vậy cháu xin thuê à. Cho tôi coi chứng minh coi. Dạ. Cô chi photo cho tôi cái chứng minh nha. Dạ. Vậy khi nào mình làm hợp đồng vậy bác? Khỏi. Nhà sẵn sàng rồi, ta ở lúc nào cũng được hết á. Không làm hợp đồng bác không sợ cháu sao? Sợ cái gì? Thì cháu ở lì không chịu trả tiền. Cứ thử đi biết liền à. Nói phải khoe nha. Biệt hiệu của tôi là Ngọc Trần đó. Tôi ghét ai là người đó khó sống lắm mà. Dạ cháu hiểu. Mà có cần khai báo tạm vắng tạm trú gì không bác? Cũng khỏi luôn. Nguyên cái xóm này đó chỉ có mấy người có giấy tờ lận lưng à, còn lại toàn là dân giang hồ không à, tứ xứ đổ về đây. Chính quyền còn phải nể mặt. Trong báo giới thiệu hẻm này an ninh lịch sự. Cô ở nhà tôi thì tuyệt đối an ninh. Ra vô cái xóm này á mà bị ai ăn hiếp á thì nói đó, nói là người nhà của Ngọc Trần. Về đi em, bao giấc mơ đang chờ. Như ngày nào em còn trên nôi. Về đi em, nước mắt rơi rồi đó, thân gầy gò sương gió nhạt nhòa đôi mi. Về đi em, xây giấc mơ từ đầu, mối tình nào một thời yêu thương.
Về đi em, quên hết bao lầm lỡ, những tháng ngày bơ vơ, tháng ngày cô đơn. Về đi em, ôm lấy bao hạnh phúc, như ngày xưa em từng mong mơ. Thôi đừng trách chi mình dài khờ, thôi đừng nhớ tháng ngày đau thương. Về đi em, cô gái ngoan ngày đó, ngôi nhà xưa mong em về từng ngày. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm, mỗi từng xưa có bao giờ em quên. Về đi em, ôm lấy bao hạnh phúc, như ngày xưa em từng mong mơ. Thôi đừng trách chi mình dài khờ, thôi đừng nhớ tháng ngày đau thương. Về đi em, cô gái ngoan ngày đó, ngôi nhà xưa mong em về từng ngày. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm, mỗi tình xưa có bao giờ em quên. Con đường nắng với thật nhiều kỷ niệm.